Cao Điểm xin giới thiệu dòng bát súp 50 anh em nha, RCF Đít Lồi, hàng của China loại 1. Từ 220-100 anh em nha. Quan tâm thì liên hệ cho Cao Điểm nha. Dòng này thì tầm giá trung bình trên 3 triệu mấy bạc anh nha. Vào website Cao Điểm tham khảo thêm nhiều mặt hàng về âm thanh sân khấu. Màng này có quét thêm một lớp chống thấm ha. Màng gân vải tẩm dầu 3 cân. Quan tâm được liên hệ cho Cao Điểm nha. Bên Cao Điểm là người thật việc thật nha. Sản phẩm trường hợp tàu lao ha. Vào trang cá nhân hoặc là gọi số điện thoại 0904063649 để tham khảo thêm về Cao Điểm nha. Rồi, xin chào 500 anh em.